Không biết là mình có phá khóa iCloud được không chị nhỉ? Dạ, mỗi là 3 triệu nha. Tắt điện thoại Nhi đi, lúc đấy Nhi không có thể làm gì được nữa. Mình mất mất kiểu GPS, mất kiểu định hướng. Còn cái hướng xử lý của công ty với anh như thế nào, bây giờ anh không quan tâm nữa. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay lại cả Dinology. Lại là Dino đây. Nhưng mà hôm nay thì chủ đề của chúng ta không phải là một chủ đề gì vui vẻ cho lắm. Hôm nay mình rất là muốn tâm sự với mọi người. Bởi vì hôm nay mình đã làm mất điện thoại lần nữa. Nhưng mà không phải mất điện thoại của mình, mà mất điện thoại của... Chính là mình đây các bạn ơi, ngày hôm nay mình là khách mời bất đắc dĩ của cái vlog này đây. Chính là mình đây. Một con lâu tách. Bởi vì thật sự mình rất là xấu hổ, nhưng mà mình phải kể lại chuyện này. Bởi vì câu chuyện nó quá là ly kỳ và quá là hấp dẫn. Mình đã làm mất điện thoại của chị ra. Và ok, bây giờ chúng ta sẽ vào vlog. Đầu tiên mình biết rằng các bạn sẽ hỏi điện thoại gì? Giang ơi, mà điện thoại gì? Chuyện là như vậy, mình đi mua một cái điện thoại mới. Mình biết các bạn đang nghĩ gì, tại sao mình lại có thể mua một cái gì mới. Thế nhưng lần này mình quyết định mua một cái gì đấy mới. Mình quyết định mua điện thoại mới để selfie đẹp hơn, post hình đẹp hơn. Và mình quyết tâm là ok, lần này có lẽ là mình nên tập làm quen với một cái điện thoại mà không có cái nút home. Đúng rồi. Bình thường mình rất là low tech và mình cần phải có một cái nút home để mình về home. Thế nhưng mà mình rất là lóng ngóng với những cái điện thoại mà tràn viền ấy. Tuy nhiên lần này vì một cái lý do gì đó mình quyết tâm mua cái đó để có thể chụp ảnh được đẹp hơn. Mà em cũng nói luôn là tại sao chị mua, bởi vì là thực sự là mình cũng đã kiểu vo ve bên tai là chị ra ngơi mua điện thoại đi, điện thoại của chị cũ rồi, chụp không đẹp nữa. Tuy nhiên chưa có duyên sử dụng thì nó đã có chuyện rồi. Nói chung một con low tech như mình biết là một con low tech như mình đi hôm đó ba chị em đi ăn để rửa điện thoại đau. Hẳn là mất điện thoại ngay trong cái đêm để rửa điện thoại ấy. Hôm đó đi ăn xong ba chị em mới đi về, đi ở trên taxi thì là Dino mới ngồi ghế trước. Thế là mình mới đưa cho Dino, mình mới nói là Dino ơi, cài cho chị mấy cái app đó, mấy cái app mà em chụp hình này, em chỉnh hình này. Đúng rồi. Tại vì Dino thì chỉnh hình rất là đẹp và mình không biết nhiều app, thế cho nên là mình vẫn còn nhớ là trên xe hôm đấy là VSCO này, Facetune này, Photo Wonder này, P2 này, Makeup Plus này. Mình vẫn nhớ những cái app như thế. Và bản thân ý, thì mình cũng là một người rất là tôn trọng luật giao thông. Bởi vì chị Giang và trợ lý của mình thì ngồi ghế sau, mình thì ngồi ghế trước. Thì ngồi ghế trước thì chắc chắn, kể cả ngồi ghế sau cũng vậy, là các bạn phải thắt seatbelt. Là cái dây an toàn đó. Dây an toàn. Nhưng mà cái chuyện thì vẫn xảy ra rất là bình thường. Mình vẫn đang cài app và vẫn đang nói chuyện với chị Giang rất là vui. Cho đến lúc... Cho đến lúc hẳn là mình chưa dùng được cái app nào thì nó đã mất dư điện thoại rồi ấy. Là thế này này, sau khi mà mình xe dừng lại ấy, thì mình phải tháo seat belt. Thì mình biết là nhiều bạn có kỹ năng tháo seat belt bằng một tay, nhưng mà mình thì chắc chắn phải dùng hai tay, mình không đủ khéo. Bị khùng á, thực sự luôn á, chỉ cần một, đúng một ngón tay, không cần một bàn tay nữa, đúng một ngón tay ấn vào cái nút đỏ là cái khóa, cái chốt nó tự động nó bung ra. Nhưng mà cái em phải khó nói lắm. Kiểu em quê mùa ấy, thực sự luôn á. Xong rồi đấy là khi mà dùng hai tay thì mình phải bỏ cái điện thoại của chị Giang xuống ghế. Thì để ai bỏ điện thoại xuống ghế, ai bỏ đồ xuống ghế, mình hỏi các bạn xem ai mà dại dột đến cái mức mà đi taxi mà để đồ xuống ghế. Mình chưa bao giờ có một trải nghiệm tốt với việc bỏ đồ xuống ghế. Bỏ cái gì xuống ghế là mất cái đó, nón, kính, điện thoại, túi, ví, tất cả mọi thứ mà các bạn bỏ xuống ghế là thôi, coi như các bạn tạm biệt nó luôn. Tại vì cái xác suất mà các bạn sẽ quên đồ trên ghế là cao vô cùng. Cái này bây giờ thì em nhớ rồi, bởi vì tự niệm ra rằng là cái ghế taxi nó là một cái cổng không gian dẫn đến một cái thế giới khác. Ừ, nó là cái hố đen nó hút em ạ. Nên là thao khả đồ dưới sẽ mất. Ok, nói chung là tiếp theo là mình để cái ghế điện thoại đây, mình sẽ để như này, sau đó mình ấn như này, mình nói ok đi, xong rồi mình xuống phát. Và mình xuống thì tất cả mọi người xuống xe và cũng không ai nghĩ gì. Chị Giang thì chắc chắn là lúc đấy vẫn đang nghĩ rằng ok, nó vẫn đang cài app cho mình. Mọi người xuống xe và mình đi vào nhà. Mình chắc chắn là 3 phút sau, đúng 3 phút sau, khi mà xe nó đi khuất khỏi cái đường đó, thì mình hét trời ơi, quên điện thoại trên xe rồi. Và mọi người không thể tưởng tượng lúc đấy mặt chị Giang như thế nào đâu. Mà chị Giang dài, đúng là kiểu là dài như một cái bơm. Mình là một đứa yếu bóng vía. Các bạn ạ, mình không có phản ứng nhanh với những cái tình huống như vậy. Chắc chắn nếu mà các bạn đặt mình vào một cái phim hành động thì mình sẽ là cái con mà chết đầu tiên. Tại vì không có biết chạy hay là không có biết phản ứng, là có kiểu có đạn hoặc cũng không biết là nằm xuống ngay lập tức nữa. Thế cho nên là mình cảm thấy là kiểu mình bị giống như là bị shock ấy. Giống không định hình được một cái việc gì xung quanh. Lúc đó ấy, mọi cái giác quan đều mất. Sau đó mình không hiểu là có chuyện gì xảy ra, chỉ biết là thằng này sờ quần và không thấy cái gì ở trong túi cả. Đập túi trước túi sau cứ đập như thế này mà không thấy một cái điện thoại nào hết. Nhưng mà
mọi người đều biết rằng là trước khi mình làm blog như thế này thì cách đây khoảng 2 năm ấy thì mình là một người rất là nổi tiếng ở trong làng mất điện thoại. Mình đã có tiền sử rồi mà. Và mọi người có thể tìm lại status đấy của mình. Tại sao mình lại đưa điện thoại ở trên taxi cho một đứa mà đã có tiền án tiền sự về việc mất điện thoại rồi? Lúc đấy mình rất là hoảng, nhưng mà với kinh nghiệm của mình so với những lần đã mất điện thoại ấy, thì mình biết là mình không nên gọi cho tài xế ngay, mình cũng không nên gọi về số điện thoại của mình ngay. Vì gọi cho tài xế ngay số điện thoại mình ngay ấy, thì nhỡ đâu kích cái lòng tham của người ta sẽ có thời gian người ta nhìn thấy cái đấy. Nên là mình phải chắc chắn là cái điện thoại của mình trên xe, và mình lao ngay lên, mình lấy cái laptop của mình đưa cho chị Giang. Chị sign in file my phone vào ngay lập tức cho em. Và lúc đấy thì tổng cái thời gian để thao tác cái chuyện đấy thì cho đến lúc mà mình xuống xe ấy, nó mất khoảng 5 phút. Nhưng mà khi bật file my phone lên thì là điện thoại đã offline rồi. Lúc đấy thật sự là mọi người cảm giác như là cái tim của mình nó rớt cụt phát xuống. Cảm xúc của mình nó như là cái tàu cao tốc, cái roller coaster lộn lên lộn xuống ấy các bạn. Mình không định hình được chuyện gì nó đang xảy ra. Mình quá hụt hẫng và mình nghĩ là mình không biết là bây giờ mình phải làm gì. Đằng nô nó bảo mình làm gì thì mình làm đó thôi. Mình kiểu mình thực sự là thao tác như con rối luôn ấy, mà mình không hiểu trong cái cảm xúc của mình không biết là mình nên làm gì. Tức là mình nên kỳ vọng là sẽ tìm được, có cơ may tìm được, hay là mình nên xác định là mất rồi, mình không biết là mình phải làm gì luôn á. Vào lúc đấy thì em mới thấy cái bài hát ngày xưa 1 2 3 nóng có đánh tim có đánh hơi nhịp nào không. Đúng lúc đấy em mới hiểu ý nghĩa cái bài hát này nó thật sự là như thế nào. Vì là tim lúc đấy em rơi nhịp thật sự. Nó không có nhịp số 4 luôn, nó chỉ có một nhịp 1 2 3 5 thôi. Và mọi người biết rằng ấy là khi mà mình mất điện thoại của chính bản thân mình ấy, cái cảm giác nó còn so much better, nghĩa là siêu đỡ hơn là cái cảm giác là mất đồ người khác. Cảm giác nó kinh khủng, nó kinh hoàng lắm mọi người ạ. Kinh hoàng lắm luôn ý. Mình nói đây là mình phải nói là quá kinh hoàng. Ok, tiếp theo. Sau đó thì mình phải gọi ngay đến cái số điện thoại của anh tài xế. Bởi vì anh tài xế thì là do bạn trợ lý của mình đặt xe, nên là mình có cái số điện thoại anh ấy đã gọi cho bạn trợ lý. Đây là thông tin chuyến đi của mình. Chuyến đi bắt đầu từ 22:22. Còn đây là cuộc gọi mà anh tài xế gọi cho mình từ lúc 22:21 vào số của trợ lý của mình. Và cái số đấy là đuôi 91, nên là bạn gọi lại ngay. Thì hai cuộc gọi đầu tiên thì là đều có chuông, nhưng mà chuông nó sẽ bị quá thời gian mà nó ngắt. Thì mình cố gắng gọi đến lần thứ ba thì là máy tắt hoàn toàn. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện tại không liên lạc được. Chưa bao giờ nghe cái câu đấy mà cảm thấy kinh khủng như thế đúng không? Kinh hoàng lắm, bởi vì lúc đấy mình nghĩ rằng trời ơi, căng rồi. Lúc đấy thật sự là lúc đấy mình nghĩ là vụ này không đơn giản rồi. Trong đầu mình đã xác định là chắc chắn là anh tài xế này không có ý định trả lại điện thoại cho mình. Sau đó thì mình tiếp tục mình lên trên mạng, mình tìm ngay đến trang web của Bi. Và họ có một cái số tổng đài để liên hệ. Và trên trang web thì ghi rõ là 24/7. Thì mình cũng hiểu 24/7 có nghĩa là 24 giờ một ngày và 7 ngày trong một tuần thì mình sẽ gọi được. Nhưng mà mình gọi phải đến nát cái tổng đài mà không ai nhấc máy. Và sau đó thì mình tìm thêm được một số thông tin thì người ta bảo là chỉ hoạt động đến 7 giờ mà thôi. Nên là mình phải report qua cái app của Bi ở trên điện thoại của trợ lý mình. Và mình sẽ ghi tất cả các cái quá trình và tất cả câu chuyện của mình ra. Và sau khi ghi tất cả những cái đấy thì mình phải cố gắng làm hết mức có thể là mình sẽ dùng điện thoại của mình nhắn tin cho anh tài xế là anh ơi, em quên điện thoại trên xe anh. Anh cho em xin lại là cái nhắn đầu tiên. Thì nhắn tiếp theo là em biết đây là lỗi của em nên là anh cho em xin chuộc lại, chứ em cũng không dám xin lại. Mình để con số 1 triệu đầu tiên, con số 2 triệu tiếp theo. Nhưng mà cả đêm đấy thì bật vô âm tín thì chị Giang thì cũng thôi đi về. Thì chị thấy những cái cố gắng của em, tức là như thế này, lúc đó thì mình cũng rất là dối. Nó hỏi mình cái gì, điện thoại thì mới mình đã biết xài đâu. Nó còn hỏi cái gì, chị ơi iCloud, chị ơi cái gì cloud, chị ơi find my phone, cái gì. Mình lâu tích, mình không hiểu tất cả những cái đấy, mình không hiểu là gì hết. Nó phải bảo chị vào đây, chị bấm cái nút này, xong rồi chị nhập cái này, xong rồi thế nào đó thì mình mới thao tác theo thôi. Sau đấy thì nó nói ok bây giờ em sẽ như vậy, ok em vừa mới gọi như thế này, bây giờ em sẽ như vậy, bây giờ em sẽ đưa ra con số, bây giờ kiểu như là mình bị dối hết cả lên. Và mình không biết là mình dạng giống như là chị lùi lại luôn để em thao tác ấy. Và em thì em lúc đấy em nghĩ là ok, bình thường mình suy nghĩ rất nhanh, mình phải nghĩ ra các possibility. Nhưng mà thật sự là lúc đấy thì phương án gì nó cũng không hiệu quả. Nên là thôi thì chị em mình chia tay đêm đó. Và bảo chị Giang cũng nói với mình, chị cũng rất là bình tĩnh thôi. Chị bảo là thôi chuyện này tính sau, bởi vì là còn nước thì còn tát, biết đâu mai người ta sẽ liên lạc lại như thế nào đó. Mình nói thế đó, chị nói với em như thế thôi. Chứ còn ở trong tâm chị đã nghĩ là em ơi, một cái điện thoại mới như thế, một cái điện thoại đời mới nhất với một cái giá trị cao như thế, dễ gì mà người ta thấy như vậy, mà người ta không tham, mà người ta không lấy. Rất là khó để mà có cái người, tức là cái xác suất mà người ta thấy, một cái anh tài xế anh ấy thấy mà anh ấy trả lại cho mình thì nó ít hơn là cái xác suất mà người ta sẽ tiền. Người ta sẽ... Tại sao không? Đúng rồi. Thật sự là lúc đấy hai chị em mình rất là
khó xử, người nọ an ủi người kia, người này an ủi người kia, nạn nhân này an ủi nạn nhân kia, nên là không biết là thế nào. Nhưng mà thôi thì cũng phải về đi ngủ. Nhưng mà nói thật là đêm hôm đó thì cũng khá là khó ngủ. Sau đêm đó mới là gọi là cao trào của câu chuyện nha các bạn. Sáng hôm sau thì mình nhận được liên lạc của Bi. Bi thì nói rằng cái số điện thoại mình đưa và cái thông tin tài xế mình đưa ấy không khớp nhau. Cái số điện thoại của anh tài xế là số khác, còn cái số mình gọi là số khác. Và mình cũng google cái số điện thoại mà anh tài xế liên lạc với bạn trợ lý của mình thì nó không ra cái gì hết, nó chỉ là một cái sim rác mà thôi. Và mình rất là khó chịu nên là mình tiếp tục tìm hiểu và mình tìm được ra cái số điện thoại thật của anh tài xế đăng ký với cả tổng đài Bi. Và bộ phim ly kỳ bắt đầu từ đây. Thì lúc này thì mình khá là tự tin về cái việc là mình giỏi về searching, research, bởi vì mình ngày xưa mình cũng tìm hiểu rất là nhiều. Thì mình google anh ấy ra thì rất là nhiều thông tin. Nhưng mà cái anh tài xế ở trên Bi thì tên là Trần Hải. Nhưng mà mình tìm ra toàn bộ thông tin ở trên Google là một anh tên là Trần Hà. Anh này buôn bán phụ tùng ô tô, buôn bán xe gắn máy qua đi qua lại, rồi tất tần tật những cái thông tin đó thì mình nghĩ rằng có thể hai người này là một. Bởi vì là buôn bán phụ tùng ô tô và lái tài xế Bika thì nó có cái sự liên hệ với nhau. Nên là mình cho rằng hai người này là một. Và mình tiếp tục tìm hiểu. Như nhiều nhà em thấy là người ta đặt hai cái tên, một cái tên biệt danh và cái tên thật ấy. Cái này không phải là biệt danh với cái tên mà là mình quan sát được nhiều người khi mà người ta buôn bán ở trên các cái forum. Đúng rồi. Người ta hay lấy tên khác và số điện thoại khác. Đúng rồi. Mình không phải là những cái người buôn bán cho nên mình không giải thích được lý do của cái việc này. Thế nhưng mà mình quan sát thấy cái việc này nó khá phổ biến. Cái điều khó chịu nhất ở đây ấy là một người có thể có nhiều số điện thoại. Đúng. Ok, fine, không có vấn đề gì hết. Tuy nhiên, dùng cái tên của mình với cái số điện thoại mà nó không đúng với cái số điện thoại của mình ở trên cái app đặt xe ấy, là không có được. Nhiều khi mình có một cái người tài xế tên là A, số điện thoại là 1234, số xe là 5678. Thế nhưng mà đến khi mà người ta đến đón mình ấy, thì số điện thoại là số khác, mặt người là mặt khác, tên là tên khác và số xe lại còn là số khác. Đúng cho rồi. Nên cái việc này nó thực sự không an toàn cho mọi người. Và cái tài xế công nghệ sinh ra là để chúng ta kiểm soát được thông tin, nhưng mà cái việc mà sử dụng sim giác rồi sử dụng người khác rồi nhờ người này người kia lái xe làm cho mình cảm thấy không an toàn một chút nào cả. Và sau khi mình tìm ra cái anh Trần Hà đó và mình tiếp tục tìm cái số điện thoại đấy, thì mình tìm ra một cái tiệm bánh chuyên bán bánh trung thu một năm một lần thôi. Bởi vì cái số điện thoại này là cái số điện thoại nhận hàng và nhận order ở trên đấy, và thậm chí trên avatar của tiệm bánh luôn, rất dễ tìm. Và mình tìm vào tiệm bánh này thì mình nghĩ trời ơi, tại sao tài xế lại còn bán bánh trung thu mà. Rõ ràng đầy đủ thông tin như thế này mà dám lấy điện thoại của mình. Và mình tìm tiếp ấy, thì trong những cái người trong đấy thì mình tìm ra được một anh Trần Hà rất là fit với mọi thông tin. Thì mình cho rằng cái anh tài xế đó chính là anh Trần Hà, nhưng mà bởi vì là cái avatar của anh không có mặt, chỉ có chụp lưng thôi, mình cứ cho là như vậy đi. Nhưng mà mình lúc đấy mình nghĩ là trời ơi, mình đã tìm ra rồi, bây giờ mình có nên liên lạc với anh ấy hay không, anh ấy có trả lời mình hay không, liệu mình có rút dây động rừng hay không, tất cả những cái chuyện này nó có rắc rối hay không. Nên là mình tiếp tục tìm ở trên tiệm bánh xe đô đó, thì mình tìm ra một chị này thì là có vẻ là chủ tiệm bánh hơn, bởi vì chị rất là tích cực về giao hàng rồi review rồi tiếp chuyện khách. Nên là mình đánh liều mình liên lạc với chị, bởi vì đối với mình ấy, phụ nữ bao giờ cũng dễ nói chuyện hơn. Thì mình trình bày câu chuyện như thế này và mình cũng nói rõ là em cũng không mong là chị phải trả lời thêm cho em bất kỳ một thông tin nào, bởi vì đấy có thể là người thân hay gì đấy của chị ý. Thì sẽ khó xử với chị ý, mà mình chỉ mong là cái câu chuyện của mình và cái nguyện vọng chuộc lại điện thoại của mình đến được cái anh kia. Thì chị cũng rất là nice, chị cũng bảo là chị rất tiếc bởi vì là cái bên đó chị không muốn liên lạc và không có tiện liên lạc nữa. Thì mình cũng đoán có thể là cái quan hệ nó hơi phức tạp nên là mình cũng không muốn làm khó chị ý. Thì chị cũng nói là chị xin lỗi, chị biết người ta là người xấu nhưng chị không giúp được em, nhưng mà chị sẽ cố liên lạc để cái thông tin này đến được bên kia và hy vọng là sẽ giải quyết được chuyện của em. Thì đấy là cái sự giúp đỡ quá nhiều và mình cũng không có kỳ vọng hơn từ một người lạ mình mới làm quen ở trên mạng được. Thì mình cũng chờ đến hết buổi tối hôm đấy thì mình cũng không có thêm một cái thông tin gì cả. Thì tối hôm đấy thì chị Giang thì vẫn ngồi ở nhà bảo thôi chắc là... Mình nói chuyện với Nô rất nhiều, cái quan điểm của mình là như thế này. Đồng ý là Nô đọc truyện Conan mà 70 rồng gì đó thì là có một cái năng lượng cho cái việc điều tra, thám tử, gọi là vùng vẫy đến cùng. Ok, fine. Thế nhưng mà cái quan điểm của mình thì thực sự là ở cái thành phố này ấy, mình sống ở đây một mình được 4 năm rồi. Bây giờ thì không một mình nữa rồi. Thế nhưng mà ý là khi mà một đứa con gái như mình sống ở đây ấy, mình phải xác định một số cái tiêu chuẩn, một số cái quy định cho mình. Tức là có những loại người mình không nên dây vào. Một cái loại người như vậy ấy, mình biết là người ta đã như vậy và mình biết rằng nếu mà người ta muốn trả mình, người ta đã trả rồi. Đúng rồi. Đúng không? Nhưng mà mình cứ đào sâu thêm vào cái chuyện này, thực sự là có thể giải quyết được không hay là nó lại mang lại những cái rắc rối cho mình. Thì nếu mà là mình đó,
ở vị trí của mình thì mình sẽ tránh ra, thế nhưng mà Nô thì quyết định đào sâu thêm. Đúng rồi. Và câu chuyện nó cứ đi sâu thêm và nó cứ càng ngày nó càng ly kỳ và mình càng ngày mình càng thấy rối. Đây, hồi sau các bạn sẽ thấy rất là ly kỳ hơn nữa. Ngay buổi tối hôm đấy thì mình không thể chịu được cái cảm giác guilty, có nghĩa là cái cảm giác tội lỗi với chị Giang, nên là mình đã ok, mình đã đền chị Giang toàn bộ cái phần tiền và chị Giang mới mua cái điện thoại mới tinh, thì mình đã để cho chị Giang coi như là em xong cái phần cảm giác của em, bởi vì là cái cảm giác tội lỗi nó kinh khủng hơn rất là nhiều so với mình tiếc đồ thật sự. Thế là ok, thế là hôm đấy mình cũng đã xuôi rồi. Thì là hôm đấy có Khánh Linh, có chị Chi, có trợ lý của chị Chi, mọi người sang nhà mình rất là đông để an ủi mình, bởi vì là ok xui quá. Nếu mọi người biết chuyện cả cái tuần đấy của mình ấy thì mình còn mất tiền nhiều nữa, bởi vì là tuần đấy mình rất là xui, mình không hiểu tại sao mình xui đến thế, mình vừa xui mình vừa ngu ấy. Nên là mọi người rất là thương mình, mọi người đến mua bánh kem rồi mua trà sữa đến nhà mình để an ủi. À, hôm đấy thì trợ lý của chị Chi nảy ra một ý tưởng, mình đã tìm số điện thoại đấy ở trên Google, ở trên Facebook, nhưng mà bạn ấy bảo là bây giờ còn có một cái nữa, đó chính là người ta sẽ đăng ký cái số điện thoại đấy ở trên Facebook Messenger. Thì mình tìm cái số điện thoại đấy ở trên Facebook Messenger, mọi người biết được không, và cuối cùng nó ra được một cái Facebook tên là Trần Hải. Thật sự Trần Hải fit với cả cái nội dung là cái anh tên anh tài xế đã chở mình đi 100%, nhưng mà cái Facebook đấy không có avatar, không có một cái thông tin gì hết. Tất nhiên rồi, và chỉ có 7 friends. Nhưng mà có 7 friends đó chính là cái giá trị. Trong 7 người bạn đó ấy, thì có một người tên là Mến, và có một cái avatar vô cùng hấp dẫn. Mình nhìn vào mình bị thu hút ngay, là cái avatar thần táo cả nhà. Thần táo, mình bảo tại sao lại là thần táo, tại sao bây giờ mình đâu mất điện thoại mình lại nhìn thấy một người tên là thần táo. Và mình vào đấy thì anh ấy đang làm một cửa hàng điện thoại tên là thần táo, và mình thấy là chuyên thu mua điện thoại cũ. Mình thấy lúc đấy là adrenaline nó nổi lên rồi. Xong bắt đầu mình Google tiếp thần táo thì nó ra được địa chỉ là 110 Đinh Tiên Hoàng. Mình nghĩ đây là có lẽ điện thoại của mình khả năng cao nằm ở đây, nhưng mà nó không có đủ suy luận để liên kết là điện thoại của mình ở đấy, vì mình không hồ đồ mình kết luận là điện thoại của mình ở đấy được. Nó biết đâu nó cũng chỉ là anh này anh quen thôi. Mọi người xung quanh mình thì bảo thôi chết mày rồi. À, người ta quen những cái chỗ như thế thì người ta đã dã cái điện thoại ra bán thành từng linh kiện rồi. À, bởi vì không phá được iCloud của Dino đâu, bởi vì Dino đã dặn chị Giang làm rất là kỹ rồi, và điện thoại cũng rất là mới, cái khả năng phá iCloud rất là thấp, nên chắc là họ sẽ dã linh kiện ra, bán màn hình 10 triệu, bán pin, bán khung, bán mặt kính, bla 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 bla. Nên là mình cũng rất là tuyệt vọng, lại đi ngủ một đêm nữa. Đi ngủ trong đêm với cái nỗi, lúc đấy thì tội lỗi đã hết, thì chỉ còn là nỗi xót tiền. Đêm hôm đó có một chuyện xảy ra mà buổi sáng mà mình ngủ dậy ấy, mình thấy một cái email mới. Các bạn ơi, người ta locate, tức là người ta định vị được cái điện thoại của mình ở đâu. Và mình, các bạn có đoán được là cái địa chỉ đó ở đâu không? Em nhớ, thật sự em nhớ hôm đấy là chị gửi cho một cái hình. Xong rồi em không tin vào mắt mình. Em bảo là chị phải cho em password và ID ngay để em xem nó có đúng là như vậy hay không. Và khi mà em sign in vào máy của em, trời ơi mọi người không thể tin được. Là nó locate cái điện thoại của mình ở 110 Đinh Tiên Hoàng. Đúng 110 Đinh Tiên Hoàng. Và mọi người nhớ cái đoạn trước mình kể chuyện không? Là địa chỉ của thần táo. Tất cả mọi dấu chấm bây giờ nó đã được liên kết với nhau. Anh Trần Hải có 7 friends, không có profile, không có thông tin gì ở trên profile hết, nhưng mà có 7 người bạn. Thì bây giờ anh Trần Hải anh ăn cắp được một cái điện thoại thì anh sẽ mang ra đâu? Dạ. Ra một trong 7 người bạn là thần táo của anh ấy thôi. Ra 110 Đinh Tiên Hoàng. Và thêm nữa chị ạ, trong sáng hôm đấy cũng lúc là chị Dương kia accept friend request của em. Khi mà chị Dương accept friend request ấy, thì em lên cái Facebook Trần Hà trước đó ấy, thì em sẽ, bởi vì hai người là bạn chung, em sẽ xem được một số ảnh của họ. Và em phát hiện ra rằng anh Trần Hà và Trần Hải đấy là brothers, là anh em. Có nghĩa là thật sự là anh Trần Hà là người vô tội, anh Trần Hải là người đã sử dụng điện thoại của anh em trai của mình dùng tiếp. Nên là em mới connect ở đó, em mới tìm đến chị Dương và anh Trần Hà kia. Ở đây thì cũng rất là xin lỗi anh Trần Hà, vì lúc đầu thì em tự cho rằng anh là Trần Hải. Sau đó thì khi mà em biết được 110 Đinh Tiên Hoàng thì em nghĩ rằng là cái việc mà em đi chuộc lại điện thoại ngay là sẽ là tốt, bởi vì ít nhất thì em cũng đỡ được phần nào mất tiền, chứ em cũng không bị mất hoàn toàn cái điện thoại đó. Nhưng mà em nghĩ là em đi chuộc lại được ấy, thì nhỡ đâu em chuộc lại được thì B sẽ không công nhận là em đã mất điện thoại. Cái lúc này mình cản lại ngay các bạn, mình cản lại ngay, mình không cần biết là nó đến cái cửa hàng đó vì mục đích gì. Thế nhưng trong đầu mình nó chỉ dẫn đến hai kết cục sau đây. Thứ nhất là ra về tay trắng, tại vì rõ ràng tự nhiên đến đấy xong bảo anh ơi em làm mất cái điện thoại tiêu thụ ở đây đúng không? Chả nhẽ người ta bảo ừ đúng rồi, điện thoại của em bị ăn cắp tiêu thụ, anh đi tiêu thụ, anh unlock, anh crack, anh phá khóa ở đây nè. Anh không biết em đi đi.
Thứ nhất là như vậy mà cái đó là còn nhẹ nhàng nha. Cái thứ hai á, các bạn không biết rằng các bạn sẽ gặp những loại người nào ở đó. Cho nên mình thân cô thế cô, mình có cái gì mà mình tới đó mà mình đối mặt với người ta. Mình hiểu. Nhưng với cái cá tính của thằng này, nó vẫn đi. Nhưng mà trước khi đi thì em sợ là người ta sẽ phủ nhận cái chuyện là em đã mất điện thoại sau khi mà em đã chụp lại được. Nên em ra khai báo với công an đúng trình tự. Nhưng mà mọi người biết đấy, bởi vì là cái mất cái điện thoại công an của mình ấy thì họ cũng không quan tâm nhiều. Bởi vì các anh còn bảo mình là em quên thì chắc gì em đã mất. Thôi em cứ viết đi rồi em về đi. Thì mình cũng rất là buồn, nhưng mà mình cũng xác định được cái chuyện này trước rồi. Thì thực sự là cái gì nó quá lớn cơ, còn cái điện thoại thì không đủ để họ quan tâm. Nhưng mà mình cũng vẫn phải làm đủ thủ tục, mình ngồi 2 tiếng ở công an, mình viết một cái trang A4 dài, sau đó mình đưa cho anh tất cả những cái suy luận bằng chứng của mình, Trần Hà, Trần Hải rồi bla bla, thần táo các thứ, mình đưa hết cho công an. Các bạn có thể hình dung được cái đơn này nó dài cỡ nào không? Dài, dài lắm luôn. Nó em dài. Nghĩ có ai đọc cái đấy của em không? Em không biết, và nó chắc nó dài ngang cái video này luôn. Sau đó thì mình đi đến đó và mình đi cùng với bé trợ lý của mình. Hai anh em đi rất là sợ, nhưng mà cũng nghĩ là con bé trợ lý mình thì nó cũng rất là dũng cảm, nó bảo anh yên tâm, có chuyện gì là em sẽ nhảy ra em hét luôn, giọng em to lắm. Xong rồi đấy là mình thì nghĩ là ok, mình cũng tập thể dục cũng to, cũng chắc là ở thần táo này đâu cũng tập thể dục nhiều hơn mình đâu. Trời ơi, đấy là thang ổ của người ta. Đúng sự luôn á. Nhưng mà ok, chúng mình cũng vẫn quyết định là đi. Đi đến cửa hàng ấy thì mình gặp một anh ấy tiếp chuyện của mình ở cái quầy bán hàng. Thì khi mình nói chuyện mình nguyên văn như này, mình bảo là anh ơi, sáng nay thì em có mất điện thoại. Em thấy cái điện thoại của em nó locate ở cửa hàng của anh. Thì anh, nếu mà anh có ai đem đến bán ấy thì anh cho em xin chuộc. Em nếu không quan tâm là ai bán hết, em chỉ cần có điện thoại của em thôi, vì dữ liệu của em rất là quan trọng. Em quan trọng hơn là cái việc là ai lấy của em hay như nào. Thì anh tiếp chuyện với em thì anh rất là bất ngờ. Không, bây giờ thì nó tắt hết rồi thì... Thì đấy, nói chung em không quan tâm là ai bán đâu. Em có thằng nào bảo không thì em coi là không. Đấy, video như này anh rất là bất ngờ. Người ta phải tỏ ra bất ngờ. Nhưng mà có một anh khác đang ngồi cắm mắt vào tường sửa điện thoại. Thì anh ấy không quay mặt lại luôn. Nhưng mà anh, đúng rồi. Sáng nay có một thằng nó qua đây, nó bảo tôi thâu lại cái điện thoại này. Nhưng tôi không thâu lại không, nhưng mà không có ở đây đâu. Khi xong em nói tiếp, bảo cho em xin lại đi. Bởi vì là em thật sự cần. Thì nếu mà anh có thì cho em xin lại, em có tiền đấy thì em chụp luôn. Em bảo không thâu đâu, cứ để số điện thoại đi, nó mà quay lại tôi ấy, tôi gọi lại rồi để cho chuộc. Dạ anh cho lại số đi, nếu mà nó không quay lại bán á thì em thâu rồi em báo giá cho anh. Ok dạ. Tại vì cái đấy thì cũng em quá kỹ lắm, không nổi gì hết. Dạ, xin phép. Đời nào người ta thừa nhận em ơi, tự nhiên bây giờ đã dò ra được cái số điện thoại đó, nó ở cái location, địa điểm đó rồi, số rõ rồi, đường rõ rồi, số đó, đường đó. Thế nhưng mà tất nhiên là ra đấy thì người ta bảo không biết, đi. Nhưng mà ít nhất là anh này còn thừa nhận là có một người mang ra đó. Đấy là ít nhất là một cái gì đấy là em. Nhưng mà khi mà nghe giọng anh ấy thì em chắc chắn là anh đang cầm. Nhưng mà sau cuối cùng em với em bé cũng trợ lý của em là đi ăn trưa, bàn kế thêm. Có khi trên tay ông ấy lúc đấy là cái điện thoại ấy. Xong rồi đi ăn trưa, xong rồi lúc sau lại quay lại và bài ngửa luôn, bảo là em xin anh đấy, nếu mà cho có thì cho em xin lại đi. Nhưng mà anh vẫn từ chối. Và buổi trưa hôm đấy đi về rất là nóng, nhớ là hôm đấy rất nóng và rất là tức lắm, bởi vì biết là nó ở trong tầm tay mình rồi mà mình không làm gì được. Và Bi thì vẫn chưa có một cái phương án giải quyết thỏa đáng cho mình. Và mình gọi lại cho Bi thì Bi kêu là bây giờ anh phải đi báo công an triệu tập Bi rồi triệu tập tất cả các bên thì Bi mới cung cấp thông tin. Mình nghĩ như thế là quá sức với mình, bởi vì là mình đã báo công an rồi, mà rõ ràng là Bi là người đối tác về làm ăn ở bên đấy thì họ cũng phải có trách nhiệm báo công an cùng mình, chứ không thể dựa vào mình báo công an rồi công an gọi họ lên thì họ mới lên. Nên là mình rất là căng thẳng với Bi lúc đó. Thì Bi cuối cùng chấp nhận là dàn xếp một cuộc gặp giữa mình và tài xế. Cái này là cái mà mình mong muốn từ đầu trong 2 ngày hơn sự việc xảy ra, và mình rất là mong muốn cái chuyện này xảy ra. Nhưng mà đến lúc đấy thì mới được. Và khi mà mình lên văn phòng Bi thì mình bước vào thì có anh tài xế ngồi ở đấy, và anh ta nhìn thấy em đi vào phát thì anh ta chạy ra khỏi vòng luôn. Anh bảo tại sao lại lừa tôi thế này, tại sao lại có mấy người này đến đây. Anh ấy không chịu nói chuyện với mình, và anh ấy không, hoàn toàn không nhìn mắt mình, và mình có video cho mọi người xem. Anh ấy toàn che mắt và đeo khẩu trang và không nhìn vào mắt mình. Chỉ biết anh làm việc thế đó thôi. Còn cái hướng xử lý của công ty với anh như thế này, bây giờ anh không quan tâm nữa. Tại vì bạn này đã hứa với anh như vậy thì phải làm việc như vậy nhá. Để thôi. Nè. Anh không có muốn làm việc của anh trước, bây giờ cuộc gặp này anh cũng làm việc, anh sẽ không làm việc, đúng không?
anh đã trao đổi điện thoại với em rồi, ok, anh không phải là con nít, anh trao đổi với em qua điện thoại em đã đồng ý rồi, đúng đúng, chứ mà em không đồng ý cho nên em đừng làm việc như vậy, anh không muốn. Ừ, ăn cắp thì dám nhìn ai? Thì lúc đấy mình đã khẳng định là lúc trước thì vẫn em vẫn có một cái 0.0001% nghĩ là nhỡ đâu là anh tài xế không cầm thật. Nhưng mà khi mà nhìn thấy cái thái độ mà không nhìn vào mắt em ấy thì chắc chắn trong lòng mình chắc chắn đây là 100%. Và anh đi ra và mình ngồi nói chuyện với cả bên Bi. Và lúc sau thì bên Bi làm cách nào nó thuyết phục anh ấy quay lại và nói chuyện. Thì trong cái cuộc nói chuyện ấy thì tất cả những lý lẽ của anh ấy chỉ quay quanh vấn đề là tại mấy người gọi vào số phụ của tôi, làm sao mà tôi nhấc số phụ đó, nhấc số chính cơ. Nó có thể hiển thị số điện thoại của anh. Dạ. Không phải lúc mà họ điện thoại của anh. Dạ. Không phải là họ điện thoại. Làm gì có số điện thoại của anh mà bỏ anh. Đó. Em nói đó. Đó, em giải thích cái vấn đề đó, dự pháp như thế nào. Anh dùng số điện thoại khác anh gọi cho tôi mà. Em giải thích cái vấn đề đó, số chính của anh là sao bên nào? Lần sau khách có số chính của anh được anh gọi cho khách bằng số gì thì họ khách gọi lại cho anh. Đúng rồi. Cái số chính của anh, cái số anh đăng ký với Bi á. Cái số không phải cái số chính của Bi, một khi mà đã kết thúc chuyến rồi thì sẽ không tìm được cái số đó. Để em nói anh nè, hồi nãy đến cái cuộc nói chuyện anh có còn nhớ rõ là hồi nãy hỏi tại sao cái số điện thoại chính của anh có, thì họ nói là lúc có cái xe họ nhấn vào thì nó có, đúng không? Đúng, đúng không? Thì tại để nó hết thì tại sao khi chị hỏi vô cái số điện thoại đó không nhiều ai, tại sao cái số chính lúc mà họ bắt thì họ có ở biển? Tại vì em nói với anh thông thường đối với khách đi xe trên Bi, họ chỉ biết lúc tài gọi cho họ số nào, họ chỉ gọi cho số đó thôi. Tại thời điểm đó họ chỉ biết như vậy thôi. Thì bây giờ cho nên là hỏi em họ chỉ có một phương thức duy nhất là gọi lại số anh. Thì Bi cũng xác nhận là 30 phút sau chuyến của em thì anh tài xế mới có một khách khác. Và 30 phút với một cái điện thoại ở trên ghế trước. Thì tại sao anh trả lời như thế nào? Anh bảo tôi không biết. Đấy, nói chung là nói chuyện rất ngang và rất cùn. Và không có một cái lý lẽ nào hết. Không có một cái gì nó có thể gọi là... Trời ơi, tất nhiên không có lý lẽ rồi em. Em ở ngoài đường, em đi giật túi, giật điện thoại của người ta, em còn chạy mất. Chứ ở đây em ở trên hệ thống, thông tin em ở đó rồi. Khi mà em phải đối chất, rõ ràng là em chỉ có cái nước tôi không biết, tôi không nghe, tôi không thấy, tôi không biết gì hết. Mà tất nhiên rồi. Và thật sự lúc đấy cái cảm giác của mình nó rất là ấm ức ấy. Bởi vì là mình biết là chắc chắn đây là cái người như thế mà mình không thể làm gì được họ. Anh ta cũng không sợ mất việc ở Bi. Còn cái hướng xử lý của công ty của anh thế này, bây giờ anh không quan tâm nữa. Anh ta không sợ công an bắt, anh ta không sợ một cái gì hết. Bởi vì là thật sự là với cái chuyện như thế, anh ta quá hiểu ở Việt Nam nó như thế nào, quá hiểu là Bi làm được gì với anh ta, nên là anh ta không sợ gì cả. Nên là mình bảo chuyện này em đã cho anh cơ hội cuối cùng rồi, vì em đã xin chuộc lại vì lỗi của em chấp nhận mất tiền, anh không nghe, và bây giờ thì em sẽ phải làm vụ này với công an, và em cũng sẽ phải public chuyện này đến nhiều người hơn để người ta cảnh giác hơn về chuyện đi xe cũng như về chuyện đồ đạc của người ta. Bởi vì em không thể chấp nhận được rằng ở một xã hội mà mình quên đồ 3 phút là mất. Mình không chấp nhận được rằng mình có thông tin của anh mà anh như thế. Vì vậy em phải có trách nhiệm để cho nhiều người biết về chuyện này hơn. Và Bi thì họ cũng cho anh ta một cơ hội cuối cùng, là anh có muốn kiểm tra lại cái chỗ rửa xe của anh ý, xem là lần cuối có quên ở đó hay không. Thế anh ta bảo không, chắc chắn không. Nên là mình quyết định làm chuyện này, mình quyết định làm cái video này, mình quyết định public toàn bộ chuyện này để mọi người biết rõ được rằng là chúng ta đi taxi công nghệ, chúng ta có thông tin của tài xế, chúng ta biết được rằng đồ của chúng ta rơi ở đâu, nhưng mà chưa chắc chúng ta đã lấy lại được. Đây là một chuyện rất là nguy hiểm. Và có một chuyện nữa, khi mà anh ta nói chuyện với Bi, anh ta bảo là ok, ai lấy trả được, bởi vì bây giờ unlock iCloud chỉ mất 2-3 triệu. Các bạn thấy nắm được quy trình chưa? Quá được quy trình. Tất cả những hãng điện thoại lớn họ phát minh ra cái cơ chế khóa điện thoại, phát minh ra cái cơ chế định vị điện thoại là để chống kẻ gian. Nhưng ở Việt Nam, một bộ phận rất là lớn cửa hàng đang thực hiện những cái hành vi là phá khóa điện thoại, phá khóa tất cả những cái điện thoại ăn cắp để giúp nó tiêu thụ với cái giá trị lớn hơn. Và mình không thể chấp nhận được cái chuyện này, bởi vì hành động này đối với mình đây là một hành động phi pháp, hành động gọi là tiếp tay cho phi ăn trộm, ăn cắp, không thể chấp nhận được. Và bây giờ mình sẽ demo cho mọi người với một cái từ khóa rất là đơn giản, bây giờ là phá khóa iCloud XS Max. Thì mình sẽ tìm cái này và Google trả lại cho mình gọi là vô số kết quả luôn. Và bây giờ thì mình sẽ gọi cho một cửa hàng bất kỳ đi. Đây, ví dụ như là Tấn Đảo Mobile.
Ok, và mình đã có số điện thoại của 5 3 mình sẽ gọi. Và bật loud speaker cho mọi người cùng nghe nhé. Số tiền còn lại trong tài khoản không đủ để thực hiện cuộc gọi này. Đấy mọi người thấy không? Có nghĩa là đền điện thoại xong hết tiền điện thoại luôn rồi. Mình mới nạp lại này. Ôi mình hồi hộp quá các bạn ạ, mình rất sợ những cái loại người này. Không có gì đâu, mình như khách hàng thôi mà. Alo. Alo, chào chị ơi, bên mình có phải là không chị? Dạ đúng rồi, anh cần hỗ trợ gì ạ? Em muốn hỏi chị là chị ơi, em có cái iPhone XS Max ấy, thì không biết là mình có phá khóa iCloud được không chị nhỉ? Dạ, mỗi là 3 triệu nha. Nhưng mà máy đã được đưa về lost mode rồi thì có khóa được không chị? Dạ, nhưng mà email của anh chưa có bị báo mất á, thì mình còn mở theo email được, tức là mình mua code, dùng email mình mua code mở được. Mua code? Nếu như email. Dạ, nếu như mà mình đã bị cái email nó bị khóa từ xa gửi về Apple có rồi, Apple thì đã biết thì trường hợp có chỉ 2 bên thôi. Bên em nhận thêm đen là 12 triệu. 12 triệu XS Max hả chị? Dạ vâng ạ. Thế chị ơi, bây giờ em còn cả SIM của chủ cũ các thứ trong này thì có giải quyết được không chị nhỉ? Dạ không anh. Ok, cảm ơn chị. Dạ. Đấy, mọi người thấy không? Em ơi khiếp, chỉ gọi điện thoại mình không phải là người nói chuyện mà tim mình đập đùng 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 với các bạn thấy mình yếu bóng vía không? Mình rất sợ mấy cái chuyện này luôn á. Đây là cửa hàng bất kỳ một cửa hàng random nào họ cũng nhận phá iCloud, nào là bằng email rồi bằng mua code rồi bằng thay mail, và thậm chí có một số cửa hàng còn nhận là phishing, có nghĩa là nếu mà còn SIM trong này thì họ sẽ chấp nhận là làm những cái quy trình lừa đảo như thế này. Mình đã nhận được một cái tin nhắn như vậy. Đây là một tin nhắn phishing, bởi vì chỉ cần nhìn vào cái link họ gửi cho mình ý, đây không phải là link Apple, bởi vì nó sẽ là icloud-apple.com, thì có nghĩa cái tên web là icloud-apple, chứ còn Apple ấy thì chỉ có là apple.com hoặc icloud.com, và tất cả những cái này thì nó gọi là thông tin phishing. Ôi, lại có một số điện thoại gọi khác. Alo. Dạ, thấy mình có phụ ở nhỏ đó anh. Chị ơi, bởi vì là em gọi điện cho chị, bên chị là nhận khóa và phá khóa iCloud đúng không chị? Dạ đúng rồi anh. Chị ơi, bây giờ em có một cái con XS Max ấy, không biết là có phá được không chị nhỉ? Cái máy của mình là đang xài nó bị hay là sao anh? Máy của người khác ạ. Dạ, nếu như mà email sạch mới làm được nha anh, còn bị báo mất rồi là không làm được nha. Bị báo mất là không làm được ạ? Dạ không được anh, bị báo mất rồi không được anh. Kể cả còn SIM cũng không được đúng không? Không ạ. Ok, cảm ơn chị. Ok. Đấy, ok đấy, chỉ một cái chút diễn xuất đơn giản thôi là mình cũng sẽ hỏi được mọi thông tin. Mọi người thấy cái chuyện phá khóa nó như là bầy tôm bầy cá bán ngoài chợ, ai cũng có thể làm được. Chính vì vậy là anh tài xế kia anh mới nghĩ rằng là lấy điện thoại của chị Giang dễ ngon, dễ xử lý như vậy. Ngay cả cái chuyện mà cái location của anh ấy 110 Đinh Tiên Hoàng bị lộ ra ấy cũng là ngoài dự đoán của anh ta, bởi vì cái điện thoại iPhone mới nhất của chị Giang ấy nó sử dụng eSIM. eSIM là một con chip ở bên trong này này, và cái đấy là cái SIM. Khi mà anh ta tháo khe SIM ra không thấy cái SIM nào, nghĩ là không có SIM thì điện thoại sẽ không nối mạng được, nhưng mà ai dày là có eSIM bên trong, chỉ cần bật máy lên là automatic kết nối và máy sẽ bị đưa về chế độ khóa, xong rồi location thì bị gửi về cho chị Giang, và chúng mình có những cái cuộc điều tra như vậy. Và rất là tiếc cho anh ta, bởi vì là nếu mà máy không phá khóa được ấy thì anh ta dã xác máy ra bán được khoảng hơn 10 triệu và anh ta đã mất việc ở Bi. Và mình mong qua cái câu chuyện này thì các hãng như là Grab hay là GoViet thì cũng cố gắng lưu ý đưa cái tên tài xế này vào blacklist, vào danh sách đen của mình, bởi vì khách hàng sẽ cần cái cảm giác an toàn khi sử dụng taxi. Rất là cảm ơn mọi người đã nghe câu chuyện đến đây, và bây giờ chúng ta sẽ tổng kết lại một số bài học sau câu chuyện này. Thứ nhất, đó chính là không bao giờ để đồ ở trên xe hết, không bao giờ thả đồ xuống vì bất kỳ lý do gì, tháo seat belt, đeo seat belt gì thì cũng không bao giờ, của cải của mình thì phải đi liền. Hay chị tặng em một cái túi vải nhá, chị có rất nhiều túi vải để em có thể bỏ các thứ vào đấy, chứ không cần phải tay này cầm cái này, tay kia cầm cái kia, xong rồi tay cái chân cầm thêm một thứ nữa, xong rồi em phải thả xuống ghế taxi, đúng không? Đấy là bài học của mình. Mình các bạn tin mình đi. Quay lại câu chuyện mà mình đã bị giật điện thoại, thì các bạn sẽ không bao giờ nghe điện thoại ở trên vỉa hè, không bao giờ nghe điện thoại khi mà không có đủ 4 bức tường vây quanh. Ok. Như thế thì nó cũng hơi quá. Thật sự mình vẫn nghe điện thoại ở trên vỉa hè, chỉ có điều là khi mà đứng ở vỉa hè thì thứ nhất là quay cái điện thoại vào trong, thứ hai là chọn cái góc tù ấy để mà nghe, tức là kiểu như là cái góc khuất mà kiểu tự nhiên cái cột điện mà nó chặn cái góc đó lại, thì hãy đứng ở nét vào trong cái cột điện để biết là nếu mà thằng nào giật điện thoại của mình thì nó sẽ đâm vào cái cột điện trước. Nó thấy cái địa thế không phù hợp, nó quan sát mình thì nó sẽ không dám giật. Thứ ba, đó chính là luôn luôn bảo mật điện thoại của mình,
bằng passcode, bằng vân tay, bằng gương mặt, bằng tất cả những cái công nghệ bảo mật tối tân nhất mà các hãng điện thoại đã phát minh cho các bạn, thì các bạn hãy sử dụng và hãy cùng chung tay là không mua điện thoại ăn cắp, bởi vì không có cầu thì sẽ không có cung. Tất cả những cái kẻ ăn cắp sẽ không ăn cắp nữa nếu mà không có người mua điện thoại ăn cắp. Và thứ tư, đó chính là tẩy chay tất cả những cái cửa hàng điện thoại mà có những cái dịch vụ phá iCloud, phá bảo mật điện thoại, unlock điện thoại dù bất kỳ hãng nào đi chăng nữa. Thứ năm, đó chính là khi mà các bạn đi xe công nghệ thì các bạn hãy chủ động gọi điện cho tài xế. Đó là cái cách chắc chắn nhất các bạn lấy được cái thông tin của tài xế. Đừng bao giờ chờ tài xế gọi điện thoại cho mình. Cái trường hợp của chúng mình là như vậy, vì là tài xế gọi điện cho trợ lý trước của mình nên là cái vấn đề mình tìm ra được thông tin của tài xế nó trở nên khó khăn hơn rất là nhiều. Và cuối cùng, các bạn hãy bình tĩnh trong mọi trường hợp, đừng có bao giờ hấp tấp, đừng có bao giờ làm những cái chuyện mạo hiểm như mình. Bởi vì cái chuyện mà mình đi tìm lại điện thoại ấy, mình không khuyên các bạn làm như vậy, bởi vì mình có một chút liều lĩnh, mình đọc Conan quá nhiều. Đúng rồi. Đó là lỗi của mình. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi, và câu chuyện của chúng mình đã khép lại ở đây. Điện thoại của chị Giang thì có lẽ là còn lâu nữa chị Giang mới dám mua, bởi vì là xui quá. Mình đã quay lại với cái điện thoại với có nút home của mình rồi các bạn. Tạm thời cứ thế đã. Cuộc sống của mình vẫn ổn. Nói chung là tình cảm của chúng ta sau khi mất cái điện thoại này thì cũng không có gì dặn nứt cả. Bởi vì là mình cũng đã nhận được một cái bài học rất là lớn. Chị em mình rất là cảm ơn mọi người đã theo dõi một cái vlog rất là dài và rất là ly kỳ căng thẳng này. Nếu mà mọi người có bất kỳ câu hỏi hay là có bất kỳ câu chuyện nào về chuyện mất điện thoại ấy, hãy chia sẻ bên dưới cho chúng ta cùng biết. Bởi vì cái chuyện này sẽ giúp những người khác có một bài học nào đó. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những số tiếp theo. Nhớ like và subscribe cho Dinology, bởi vì chúng mình sẽ còn gặp nhau nhiều lần nữa. Tạm biệt. Tạm biệt. Và mình đã trở lại đây, một cái clip rất là bất ngờ và có thêm một nhân vật mới. Bởi vì sau khi mà mình quay và mình dựng xong cái clip kia, có một cái sự việc rất là mới xảy ra thôi. Và khi mà các bạn đã xem clip này thì là sự việc này mới xảy ra hôm trước. Đây là Thảo Nhi. Hello các bạn. Và đây cũng là một khách mời bất đắc dĩ về vụ này, bởi vì là tối hôm qua Thảo Nhi đã bị giật mất điện thoại ở trên đường. Nó không lây rồi đúng không? Đó. Quá mà hình ảnh nó chuyển động. Thì chiếc xì không thấy. Rồi gọi để đại nó đi. 747. Và tình cờ mình đọc được cái story của Thảo Nhi. Là Thảo Nhi mất điện thoại và đi tìm điện thoại ở địa chỉ bao nhiêu Nhi nhỉ? Nói chung là Nhi lấy điện thoại của bạn trai Nhi, xong Nhi định hướng được kiểu bằng Find My iPhone ấy. Thì Nhi cũng định hướng được là bạn ấy, cái người mà lấy điện thoại của Nhi đi hướng nào. Thì Nhi cũng follow, các bạn đừng bao giờ làm cái đấy. Nhưng thì Nhi follow Nhi lấy xe máy của bạn Nhi, xong anh Huy và Nhi và bạn Nhi tự nhiên đi theo cái con đường đấy. Và cái con đường đấy đã stop ở cái hẻm 87 Tinh Tinh Hoàng. Cái hẻm này rất là tối, rất là nguy hiểm. Nói chung lúc Nhi vào thì Nhi cũng rất là run, Nhi cũng rất là sợ. Cảm giác trong mấy cái phim kiểu criminal ấy. Thì nói chung là đến đấy không có người nào hết, mọi thứ rất tối. Xong rồi rất là nguy hiểm, không biết thế nào. Xong rồi mình đến muộn 5 phút thì Nhi chỉ nhìn trong cái maps, nhìn được là anh, cái người anh đấy đứng ở đấy 5 phút ở chỗ 87, hẻm 87 đấy. Nên đứng đấy, người ta không làm gì 5 phút. Xong rồi tự nhiên tắt điện thoại Nhi đi. Tắt điện thoại Nhi đi, lúc đấy Nhi không có thể làm gì được nữa. Mình mất kiểu GPS, mất kiểu định hướng. Thì lúc Nhi đến đấy là không tìm được một người nào hết. Gọi cảnh sát đến, cảnh sát cũng đến kiểu giúp đỡ Nhi, nhưng nói chung là không làm được gì hết, mất điện thoại. Và mọi người biết không, cái 87 Đinh Tiên Hoàng ấy, bởi vì là GPS luôn luôn có sai số, nó không có đúng kiểu chính xác, chính được xác 100%. Và sai số của nó dành GPS dành cho dân sự ấy, nó sẽ sai số từ 5 cho đến 15 mét. Và cái khoảng cách đấy khả năng cao là ngay bên đường đối diện 87 Đinh Tiên Hoàng là 110 Đinh Tiên Hoàng. Đó chính là cái nơi mà anh đã bị đưa điện thoại vào đấy, và anh đã tìm theo cái dấu vết điện thoại đấy. So crazy, tự nhiên quá kiểu trùng màu, đúng quá địa chỉ trùng đúng nhau hợp luôn ấy. Vì vậy là mình phải gọi, hôm nay chiều nay mình gọi điện điên cuồng để tìm Nhi. Đi nữa gọi cho, cuối cùng gọi cho bạn trai Nhi, bạn trai Nhi gọi cho Danny, xong Danny gọi Nhi, xong rồi Nhi ngồi cạnh Danny, xong rồi với kiểu hẹn nhau được ấy, tại Nhi không điện thoại để Nhi liên lạc với ai hết hiện tại ấy. Rất là crazy, rất là crazy, một câu chuyện là hai chúng mình kiểu mất điện thoại vào một cái nơi giống nhau luôn. Đúng rồi, vì vậy là
cái này thì mình chưa dám kết luận nhưng mà khả năng đúng cao rồi. Không kết luận gì hết. Nhưng mà khả năng cao là cái cửa hàng thần táo ở 110 Đinh Tiên Hoàng đó là một cái nơi chuyên phá khóa iCloud và những nhưng cái ai cũng biết đúng không? Cái này thì họ có quảng cáo ở trên mạng và cái mà anh đến ấy thì anh rất là nghi ngờ cái cửa hàng này. Và hôm nay thì có Nhi để củng cố thêm cái bằng chứng đấy. Nói chung là chuyện cũng đã qua rồi. Qua rồi, mình đã mất điện thoại mình cũng không lấy lại được. Đúng rồi. Nói chung là mất là mất. Và anh sẽ có một vài lời khuyên cho Nhi để Nhi chuẩn bị sau khi mất điện thoại. Thứ nhất là mình phải bình tĩnh và sẽ xem lại tất cả những cái tin nhắn ấy. Không bao giờ nhận tin nhắn phishing. Chỉ tìm điện thoại qua app Find My Phone ở trên iPhone này. Hoặc là gõ cái địa chỉ iCloud.com vào, chứ không bao giờ nhận bất kỳ một tin nhắn phishing nào. Thì cái iPhone X đấy hiện tại là không một người nào dùng hết được ngoài ra mình. Thì người ta bây giờ ăn cắp cái điện thoại đấy, người ta cũng không làm một cái gì hết được. Người ta chỉ bán những cái kiểu camera rồi mở cái điện thoại ra thôi. Người ta không có dùng cái điện thoại nữa. Và mình sẽ cố gắng làm sao để cho cái giá trị của cái điện thoại ăn cắp nó thấp nhất có thể. Đúng rồi, chính xác. Và thì người ta sẽ hối hận là ăn cắp của mình. Thôi, hôm nay đến đây thì cũng chia buồn với Nhi. Và mọi người thấy không, tất cả những cái chuyện mất điện thoại và cái chuyện ăn cắp điện thoại nó có một cái sự kết nối. Cái vụ điều tra của Dino và đến bây giờ hôm nay mình gặp Nhi như này ấy, thì mình thấy rằng là cái việc chúng ta phải lên án cái hành động mà phá khóa iCloud ở những cái cửa hàng điện thoại, phải cực lực lên án những cái hành động đó. Đúng rồi. Thì mới giảm được cái tình trạng là ăn cắp điện thoại và nó tiêu thụ được cái điện thoại ăn cắp đi. Tại vì nó thật là không fair, nó không công bằng. Ai cũng phải bỏ một số tiền ra để mua một cái điện thoại, ai cũng kiểu phải cố gắng ấy. Xong rồi mình ăn cắp một người nào đó một cái điện thoại hay một cái gì đó mình ăn cắp ấy cũng không nên. Tại vì nó không có công bằng với cuộc sống của người khác ấy. Người ta nghĩ là mình có tiền để mình mua iPhone, người ta kiểu muốn kiếm tiền kiểu này không phải là một con đường mà kiểu fair. Ai cũng phải vất vả để kiếm tiền thôi, như thế là kiểu không vui lắm. Đúng rồi. Thì không công bằng. Nói chung là bây giờ hãy cẩn thận. Lời khuyên của anh cho tất cả mọi người ấy, không bao giờ nghe điện thoại ở trên vỉa hè, không cầm điện thoại trên vỉa hè. Ôi trời, luôn luôn anh Huy, luôn luôn anh Huy nói là em ơi cất điện thoại đi. Và đúng lúc đấy thì thường Nhi cũng không có kiểu như cũng hạn chế nhắn tin rồi nó gọi điện thoại nó đường. Lúc đấy bố Nhi nhắn tin thì Nhi định kiểu trả lời lại là con lên trên đường. Chưa nhắn tin kịp mất điện thoại luôn. Kiểu không biết luôn. Bó tay. Hôm nay là bài học nhớ đời đúng không? Nhớ đời. Ok, rất là cảm ơn Nhi về câu chuyện của Nhi và cảm ơn mọi người đã xem thêm cái phần extra này. Và đây là Thảo Nhi. Ở đây Dino. Tạm biệt mọi người và chúng mình sẽ tự an ủi nhau okay. về cái khoản mất mát này. Tạm biệt. Tạm biệt.